Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chiếc tẩu sạc nghe nhạc có mã là BC43. Đây là chiếc tẩu sạc có màn hình LCD rất lớn, 1,77 inch. Với chiếc tẩu sạc này thì chúng ta sẽ kết nối cái điện thoại với hệ thống âm thanh của xe ô tô thông qua sóng Bluetooth và sóng FM. Tính năng của chiếc tẩu sạc này là hỗ trợ thoại rảnh tay, chuyển đổi tín hiệu sang hệ thống âm thanh của xe ô tô thông qua sóng FM, hỗ trợ sạc nhanh, rồi đo được điện thế của xe ô tô, hỗ trợ cái Siri hoặc là Google Assistant, rồi đầu vào âm thanh AUX hoặc là có thể nghe nhạc từ thẻ nhớ hoặc là USB. Đây là thông số kỹ thuật của chiếc tẩu sạc này. Chúng ta sẽ dùng thử nó. Đóng gói thì chúng ta sẽ có cái dây này là dây tín hiệu AUX dành cho những cái điện thoại nào mà không có Bluetooth để cắm vào cái tẩu sạc này. Sách hướng dẫn sử dụng. Và đây là chiếc BC43. Chúng ta có phần này là cắm tẩu sạc. Và đây là cái cổng sạc 3.0. Cổng này là cổng USB để các bạn có thể cắm vào để nghe nhạc. Có hình biểu tượng nhạc này. Giao diện của BC43 trên này có cái cổng AUX để tín hiệu âm thanh vào. Bên dưới này là cổng cắm thẻ nhớ, giúp nghe nhạc từ thẻ nhớ. Giao diện thì có nút mode này, FM này, chuyển bài này. Và đây là nút volume cũng như là chuyển tần số hay là nghe điện thoại. Để sử dụng nó thì ta sẽ cắm cái này vào tẩu sạc. Ok, các bạn nhìn thấy màn hình LCD màu sắc rất là đẹp. Và ở đây chúng ta thấy là có cái phần giao diện gồm có điện thế này, đèn dàn nháy này, và đây là thông tin về sản phẩm cũng như là cái tần số phát ra, rồi volume. Để kết nối thử với hệ thống âm thanh, tôi sẽ dùng cái đài radio này bật lên. Và các bạn để cái tần số bạn muốn bắt sóng, ví dụ như là bạn sẽ bấm vào cái phần FM để chỉnh tần số. Bạn có thể chỉnh cái số phát sóng ra là bao nhiêu. Ví dụ tôi sẽ để là 87,7 chẳng hạn. Cố gắng tần số này không trùng với cái đài phát nào cả thì các bạn sẽ được âm thanh rất là tốt. Ok, và cái đài tôi đang bắt ở tần số 87,7 thì nó sẽ bắt âm thanh từ cái đài phát ra. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ gì ạ? Kết nối cái này với cả điện thoại bằng cách là bấm nút mode và chọn chế độ Bluetooth. Khi bạn dò Bluetooth thì trên màn hình sẽ hiển thị là Karkit. Các bạn bấm vào đây. Nó sẽ ghép đôi với cái thiết bị BC43 của chúng ta. Ok, đã kết nối. Và bây giờ thì các bạn thấy là có thể phát âm thanh từ cái điện thoại ra. Các bạn phát âm thanh. Và các bạn thấy cái volume chúng ta có thể chỉnh ở đây. Trên đây sẽ hiển thị gì ạ? Cái đèn nháy theo cái nhạc. Và âm thanh thì cứ phát ra hệ thống radio. Các bạn thấy âm thanh rất là tốt. Các bạn có thể điều chỉnh nhảy bài lên được. Bấm nút next thì nó sẽ nhảy bài. Rất là tiện. Đấy, các bạn để trên điện thoại cũng đã nhảy bài theo này. Ấn vào đây để tạm dừng và chạy tiếp. Chúng ta sẽ thử một chút để nghe âm thanh. Đây là âm thanh được phát ra từ điện thoại qua Bluetooth và truyền qua sóng FM. Thì cái thiết bị này rất là cần thiết cho những cái xe nào mà không Bluetooth. Ngoài chức năng nghe nhạc từ Bluetooth thì chúng ta có thể nghe nhạc từ thẻ nhớ hoặc là cổng AUX hoặc là từ USB. Rất là tiện dụng. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái tẩu sạc nghe nhạc BC43, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.